Hello, chào các bạn. Để thầy thử xem nào, tại vì... Hello, chào các bạn. Trời ơi. Yes, bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn thử chia sẻ với thầy xem là các bạn có nghe rõ được không nhá. Tại vì... quất luôn thầy ơi. Rồi, làm sao mà quất luôn được. Các bạn ơi, các bạn thử nghe giúp thầy xem có nghe được không nhỉ? À, rồi ok, có vẻ là khá là ổn rồi. Đúng rồi, đáng nhẽ tối nay thì thầy sẽ dạy lớp luyện đều chuyên sâu. Tuy nhiên thì tại vì hôm nay đúng không có một siêu phẩm như này cơ mà. Thế nên là thầy đã quyết định là cho các bạn ấy off một buổi để thầy có thể chữa cùng các bạn cái đề này. Một cái đề minh họa đúng không? Đề minh họa của bộ vừa mới chắc chỉ có ra cái đề khoảng tầm 4 tiếng thôi. Cho khi mà thầy đang chuẩn bị đi ăn tối thì nhận được cái thông báo đấy, thế là thầy cũng phải vội đi in xong là định livestream ở trên Facebook. Tuy nhiên thì đó, Facebook nó bị đơ, thành ra thì bây giờ chúng ta sẽ học cùng nhau ở trên YouTube nhá. Rồi các bạn ơi, dành thời gian một chút giúp thầy đấy là có thể share cái thông tin livestream này cho các bạn nhá, để cho cái buổi chữa đề của này của mình nó thực sự là máu lửa. Thầy ơi, đề này em xem for sure bị lừa tình. Cái này không phải lừa tình đâu các em. Các bạn đợi thầy một chút nhé, để thầy sẽ nhắn tin. Rồi, ok. Em ngồi hóng thành viên sau nó cứ tù dần. Em share rồi, ok. Ok rồi, các bạn ơi, các bạn nhớ là sẽ chia sẻ giúp thầy một tí nhá, thì để cho cái buổi học của mình nó thêm đông. Vì đề minh họa Facebook đang đang lag vì đề minh họa luôn. Rồi ok, các bạn ơi nhớ nhá, ngoài ra này trong quá các bạn nhớ là tại vì về sau thỉnh thoảng có thể Facebook nó bị đơ ấy thì thầy sẽ chữa livestream ở trên YouTube. Thế nên các bạn nhớ là sẽ subscribe cái channel này để khi nào mà nếu mà thầy livestream ấy thì các bạn có thể xem trực tiếp luôn được, được chưa? Và các bạn nhớ này, sau khi livestream này kết thúc nhá thì ở trên Facebook thầy sẽ chia sẻ cho các bạn lời giải chi tiết luôn. Được chưa các bạn? Giờ thầy đã có chuẩn bị lời giải chi tiết rồi và thầy sẽ chia sẻ lại cái lời giải chi tiết này cho các bạn cộng với cả những cái nhận định về đề. Được chưa? Thầy nghĩ là các bạn cũng đã làm qua rồi thì các bạn cũng có thể có một số nhận định nhất định, thì sau livestream này thầy sẽ chia sẻ lại những cái nhận định của bản thân thầy và các bạn có thể rút kinh nghiệm nhá để mình có thể ôn tập về sau. Được chưa? Bây giờ lên Facebook đúng không? Là news feed toàn là về đề minh họa, chính xác. Tuy nhiên thì tại vì nó hơi đơ thì nên chúng ta sẽ cùng chữa với nhau ở trên YouTube. Vậy, được chưa? Rồi, ok. Nào, thế thì bây giờ mình sẽ cùng chữa với nhau nhá. Đầu tiên này, sau khi mà thầy có xem một lượt hết cả cái đề này thì thầy nhận định là gì? Đầu tiên, đó là thực sự năm nay nếu mà nói chung đề minh họa thì nó cũng sẽ phải đúng khoảng tầm 90% rồi các bạn ạ. 90 đến 80%. Thế nên thầy có thể đảm bảo chắc chắn là năm nay sẽ có một cơn mưa điểm 10. Chắc chắn sẽ có một cơn mưa điểm 10. Tại vì các bạn sẽ biết là chương trình thì được cắt giảm đúng không? Và nếu mà các bạn để ý thì cái đề này thực ra thì nó giống như một cái đề thi học kỳ thì chính xác hơn. Thầy cảm giác nó như một cái đề thi học kỳ 2 của các bạn. Tại vì các bạn đang bị nghỉ học rất nhiều. Thế nên là nói chung là bộ sẽ phải giảm thiểu cái độ khó là đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì nào, bây giờ chúng ta sẽ xem cùng nhau nhá. Nào, lên gân lên cốt để bắt đầu với các bạn. Nào, đầu tiên ở đây các bạn sẽ chiếu cho thầy câu số 1, number 1. Number 1 ở đây của các bạn. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái câu kiểm tra về cái này có cần cho to thêm một chút không ta? Rồi đây. Câu số 1 đây của các bạn thì nó là cái câu kiểm tra về cái trường hợp đuôi S đúng không? Thì đây các bạn sẽ có attends này, appears, accepts và complains. Thì câu này là cái câu mà thầy nghĩ là không quá khó. Câu này rất đặc trưng ở trong đề thi đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái trường hợp đáp án A này, B này và D của các bạn đúng không? Nó đều là âm âm Z. Chỉ có riêng cái trường hợp đáp án ở đây các bạn sẽ suy ra được đáp án đúng của chúng ta sẽ là C đúng không? Accepts thì đây nó sẽ âm S. Tại vì đây rõ ràng là cái từ này đúng không? Kết thúc của âm âm B à T thì như vậy khi thêm S nó sẽ âm S. Thế nên câu số 1 đây. Rồi chính xác, đấy là câu số 1 nhá.
Câu số 2 đây của các bạn thì thực ra nói chung là sau khi mà thầy xem cái đề này thì thầy đảm bảo luôn, tại vì thầy hiện tại thì thầy đang dạy cái lớp luyện đề chuyên sâu ấy, để chinh phục 8 cộng với cả 9 cộng, thì thầy có thể đảm bảo là những cái bạn mà tham gia lớp học của thầy bây giờ thầy có thể nâng cái mức điểm lên thành 10 cộng luôn. Tại vì nó có những cái câu mà thầy đã dạy các bạn hết rồi và cái độ khó này không quá kinh khủng đúng không? Ví dụ như đây các bạn sẽ có câu số 2 nhá. Ở đây các bạn sẽ có từ light, rise đúng không? Mild và gift. Thì rõ ràng như vậy đáp án D của các bạn là cái trường hợp nó bị khác. Ở đây nó sẽ phiên âm là âm i đúng không? Gift. Trong khi những cái từ kia của các bạn đúng không? Thì nó sẽ đều đó là âm i, hiểu chưa? Trong đó thì vừa hôm qua đúng không? Thầy có phải phân biệt cho các bạn cái từ rise và từ raise. Thì như bạn nào vẫn chưa chắc về cái này thì sẽ xem lại cái livestream tối ngày hôm qua của thầy nhá. Cái này là cái cặp từ gọi là vạn, legendary. Chị gọi là gì? Gọi là kinh điển, đúng không? Huyền thoại ở trong kiểm tra đề trung học thông tiếng Anh. Rồi, câu số 2, đấy là hai câu về phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Câu số 3 về trọng âm nhá. Câu trọng âm đây của các bạn thì thầy nghĩ là cũng là những từ cơ bản thôi đúng không? Và các bạn để ý nhá, một cái đặc điểm của bộ đó là gì? Khi người ta đã chọn các câu thì các câu đấy nó đều sẽ cùng loại từ. Ví dụ câu số 3 này của chúng ta đúng không? Đều sẽ là động từ. Ví dụ các bạn có đáp án B, đây của bạn sẽ là Mary đúng không? Là âm số 2, rất quen thuộc. Tuy nhiên thì cái từ đáp án A của chúng ta sẽ là respect, này là âm số 2 này đúng không? Tiếp theo Mary là âm số 1 này, depend âm số 2 này, và predict là âm số 2. Thế thì như vậy chúng ta sẽ suy được đáp án đúng là B, ok, Mary. Mary trong âm sẽ âm đầu tiên. Câu số 4 của các bạn thì ở đây cũng tương tự nhá, các bạn sẽ thấy ba cái bốn cái từ đây nó đều là tính từ ba âm tiết. Ví dụ như đây chúng ta có đáp án A thì khá là dễ đoán, tại vì cái đuôi x đúng không thì nó sẽ hay đánh trọng âm vào chữ đó. Ví dụ chúng ta sẽ có là fantastic, right? Fantastic thì âm số 2 này. Tuy nhiên đến cái từ powerful đúng không? Cái này thì các bạn cứ nghe nhiều các bạn sẽ thấy quen này, powerful đúng không? Thì nó sẽ trọng âm 1. Xong sau đó chúng ta sẽ có sensitive đúng không? Sensitive thì cũng sẽ là trọng âm 1. Và cuối cùng là personal đúng không? Cũng là âm 1. Và cái này thì suy ra nhá, nó sẽ chính là a, được chưa? Trong đó đây thì thầy muốn chỉ một chút, đấy là có cái cặp từ đấy là sensitive với cả sensible. Thì cái này là cái cặp từ rất hay dễ bị nhầm. Cái này thì những bạn nào mà đã có mua cái cuốn Da ngô da khoai của thầy, là cái cuốn phân biệt những cái cặp từ dễ bị nhầm ở trong tiếng Anh trung học thông ấy, thì các bạn sẽ được phân biệt rất là kỹ. Và đây đây là cái chỗ mà thầy rất là thích, đó là thầy và bộ đã rất hiểu nhau, tại vì cái cặp từ này thầy có cho vào cuốn Da ngô da khoai. Thế nên chốc ở câu phía dưới nhá, các bạn sẽ thấy cũng có một cái câu kiểm tra về đồng nghĩa thì phải hay là trái nghĩa, thì có kiểm tra về cái từ sensible này đó. Rồi thì đấy là bốn câu về phát âm đầu tiên của các bạn. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5, number 5. Number 5 ở đây, câu này quá dễ rồi, hiểu chưa? Câu này câu đúng là tốt nghiệp trung học phổ thông. The view is great, cái cảnh quan rất tuyệt vời đúng không? Phải không? Thì ở đây rõ ràng câu hỏi đuôi của bạn sẽ chính là A đúng không? Isn't it? Câu này thì thôi không phải nói nhiều. Câu số 6 này cũng là cái câu cho điểm này. Mark, tức là Mark thì hy vọng đúng không? Sẽ có một cái vai diễn nhỏ trong cái vở kịch của trường. Thế thì ở đây các bạn sẽ có cái động từ hope. Thì trời ơi, cái câu này học sinh lớp 9 có khi các bạn đã làm được rồi. Hope to do something, đúng không? Mình hy vọng làm cái gì đấy. Và như vậy câu số 6 ở đây của chúng ta sẽ là A. Trong đấy các bạn nhớ nhá, cái từ school play này của các bạn, thì đây nó sẽ là một cái vở kịch ở trường đúng không? Vở kịch của trường, cái từ play là vở kịch. Rồi, tiếp theo câu số 7. Câu số 7 của đây của các bạn cũng lại là câu cho điểm. Tại vì câu này thì nó rất đặc trưng đúng không? Câu điều kiện loại 2. If I like, nếu mà mình trẻ hơn 1 tuổi thì mình đã có đủ điều kiện để áp vào cái học bổng đấy rồi. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy câu số 7 này của các bạn đúng không? Câu điều kiện đây các bạn sẽ thấy would be thì sẽ là câu điều kiện loại 2 đúng không? Thì như vậy nó sẽ chính là D đúng không? Cái này sẽ chính là điều kiện loại 2 nhá. Điều kiện loại 2, được chưa? Ở đây thì các bạn chú cho thầy một cái cụm đấy là be eligible for something đúng không? Tức là có đủ điều kiện làm gì.
mình có đủ điều kiện, mình có đủ cái tiêu chuẩn để làm gì đấy. Thì đây mà cũng khá là hay. Cụm này nếu mà về sau được kiểm tra thì thầy vẫn nghĩ có thể gặp lại trong những cái đề khó hơn. Câu số 8 nào. Câu số 8 đây nhá, thì his health has improved a lot. Tức là sức khỏe của anh ta có cải thiện rất nhiều since he này doing regular exercise. Tức là sau khi anh ấy có tập thể dục đều đặn hơn, đúng không? Thế thì ở đây cũng lại là gọi là một cái câu kinh điển, đúng không? Chúng ta có hiện tại, hoàn thành, đúng không? Và since cộng cả một mệnh đề. Thì rõ ràng mệnh đề này sẽ chia thì quá khứ đơn, đúng không? Đây sẽ là quá khứ đơn. Và như vậy thì câu số 8 này đúng không? Mình sẽ chọn được, nó sẽ phải là B nhá. Cái câu này thì không được chọn sai. Câu này là câu, nói chung là từ thời điểm, từ câu 5 đến câu bây giờ nhá, đều là những câu cho điểm hết. Câu số 9 này, câu số 9 này của chúng ta. So parents shouldn't use physical punishment. Ở đây các bạn có physical, ở đây thì nó có dùng cái cụm là physical punishment. Thì ở đây nó là kiểu phạt, nhưng mà phạt mà mình gọi là đánh, kiểu đánh con ấy, tức là physical liên quan đến cái body, liên quan đến cơ thể của mình. Khi người ta physical punishment, tức là mình sẽ đánh người khác ấy. Tức là bố mẹ thì không nên đánh con, đúng không? Tại vì sao? Tại vì nó có thể negatively, ở đây thì các bạn sẽ có cái từ negatively, tức là một cách tiêu cực, đúng không? Là một cách tiêu cực thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trẻ, đúng không? Và đây thì đầu tiên nhé, là các bạn sẽ thấy cái vị trí này của các bạn nó là một mệnh đề, đúng không? Thế thì bây giờ một cái mẹo mà thầy rất là hay dạy các bạn, đấy là trời ơi, nếu mà nó có because of, nó có giới từ này, hoặc in spite of giới từ này, thì cái này nhá chắc chắn là sẽ loại luôn, tại vì sau giới từ là cộng danh từ chứ không cộng mệnh đề. Và như vậy đây chúng ta chỉ còn B và C, thì cái này đúng không, theo cái nguyên nhân kết quả thì các bạn sẽ thấy chúng ta nên chọn là because nhá. Cái này thì cũng khá là dễ đoán. Đúng rồi, very good. Câu số 9 này của các bạn sẽ là C. Dã man quần ngàn, các bạn làm nhanh thật đấy. Chứ tôi, thế nên cái nhận định ban đầu của tôi đấy là có một cơn mưa điểm 10. Cái này thì thực sự là các bạn sẽ thấy về sau chắc là đúng thôi. Rồi, tiếp theo câu số 10 nhá. Câu số 10 đây của các bạn thì nó sẽ dài hơn một chút. So we'll send you an email of confirmation. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái thư xác nhận, đúng không? Cái tức là đây thì người ta có dùng cái cụm đấy là make final decision, tức là đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Đưa ra cái quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng. Hoặc là quyết định chốt hạ, đúng không? Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là mặc dù là người ta có lươn lẹo cho mình mấy cái kiểu từ như after, while, before, as and as. Thế nhưng đây thì các bạn sẽ để giúp thầy cái vế phía trước này này. Vế trước này nó dùng thì tương lai đơn, đúng không? Và như vậy thì trong trường hợp đây các bạn sẽ thấy là thường là trong tiếng Anh nhá, hai vế ấy, nó sẽ khi nó nối trong một câu nó sẽ có cái sự hòa hợp về thì. Cái này là hòa hợp về thì. Được chưa? Ôi đấy. Typing còn sai hết rồi, hòa về thì. Và như vậy nếu mà phía bên này của mình dùng tương lai đơn nhá, thì phía bên kia của các bạn nó sẽ không dùng đến những thì như quá khứ. Quá khứ hoàn thành làm gì mà to tát như vậy, đúng không? Hoặc quá khứ tiếp diễn đều không phù hợp. Mà đây cái câu này thì bắt đầu với cái câu phân loại này. Câu số 10 đây của các bạn, đáp án đúng nó sẽ phải là D. Và đây chúng ta sẽ thấy là người ta có dùng cái cấu trúc rất là hay là as soon as và cộng với cả một cái thì hiện tại hoàn thành. Tức là ngay sau khi người ta làm xong cái gì đấy, đúng không? Chúng tôi sẽ gửi một cái mail xác nhận cho bạn ngay sau khi chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Thì câu số 10 đây phải là D. Đúng rồi, may quá. Không, thầy tin là về sau đề thi thật nó cũng sẽ, nếu khó thì nó sẽ chỉ thêm khoảng 2-3 câu khó thôi. Tại vì rõ ràng các bạn sẽ thấy tình hình năm nay đúng không? Kem nghỉ dài như thế. Và rất nhiều bạn nó sẽ bị, có thể là các bạn có điều kiện các bạn sẽ đi học thêm online đúng không? Thế nhưng có những bạn ở vùng sâu vùng xa đi thì các bạn ấy không đến trường thì các bạn ấy phải tự học thôi và nó là cái rất là thiệt thòi. Thế nên cái việc mà bộ cho đề dễ hơn là một chuyện rất đương nhiên.
Thế nên là các em đừng nghĩ là chết rồi, đề minh họa dễ như này, đến khi nào đến khi đi thi thì đề thật khó 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 hơn lắm thì làm sao? Sẽ không có trường hợp khó hơn nhiều, mà có khó hơn thì nó khó chung các em ơi. Sao các em đừng có lo, dễ thì dễ chung mà khó thì khó chung, chứ có phải là một mình em phải khó hoặc dễ đâu đúng không? Thế nên thôi, mình cứ hân hoan thôi, bây giờ đi thi toàn được 9 với 10 thì vẫn vui cơ mà đúng không? Chứ bây giờ mà đi thi chỉ được khoảng 6 với 7 thì tất nhiên là các em cũng sẽ tinh thần các em cũng chán rồi. Thế nên thôi quẩy lên, không vấn đề gì cả nhá. Tiếp câu 11 này, so you should book, đúng không? Mà nên ở đây thì người ta dùng cái từ book là một cái từ rất là hay, nó nghĩa là đặt phòng này, đúng không? Hay là đặt chuyến bay này, người ta sẽ dùng từ book. Các bạn sẽ nên chắc là đặt trước, tại vì sao nhà hàng này thì nó rất là popular, nó rất là được ưa chuộng trong cái khu vực này, tức là sẽ rất đông. Và ở đây thì cũng là cái cụm mà thầy dạy đi dạy lại cái lớp luyện đề chuyên sâu. Đó, các bạn sẽ có cụm chúng ta do something, đúng không? Do something in advance, tức là mình làm gì trước, nói về cái sự chuẩn bị từ trước đúng không? Bạn nên đặt phòng trước nhé, bạn nên đặt chỗ trước nhé. Và như vậy thì câu 11 này của các bạn đúng không? Nó sẽ là D, được chưa? Đáp án đúng là D. Câu này cũng không khó. Rồi, tiếp theo câu số 12 nhá. Câu 12 này của các bạn. So Tommy is on the way. Tommy thì đang đi trên đường, đến đường. Chết cười đó. Tommy thì đang trên đường đến bữa tiệc sinh nhật của bạn đúng không? Và carrying a gift box. Nào, bây giờ thầy để ý nhá, đó là từ câu số 10 này để đi, là những câu các bạn phải để ý rồi, những câu phân loại. Thế bạn ấy có mang thêm một món quà đúng không? In colorful paper, trong cái giấy màu mè cái gì đấy. Ở đây các bạn có cái từ wrap, động từ này nhá. Oh my gosh, wrap, cái động từ này thì nó sẽ hiểu nghĩa là gói, gói ghém cái gì đấy, gói ghém something, được chưa? Thế thì về ở đây đúng không, các bạn sẽ thấy tất nhiên là cái hộp nó không thể tự gói được rồi, thế nên cái hàm ý đằng sau này của chúng ta nó phải là bị động. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy rất hay nhá, đó là người ta không cho thêm cái gì cả đúng không, thì một cách rất gọn gàng thì mình sẽ nhận ra ở đây nó sẽ có hiện tượng rút gọn mệnh đề quan hệ đúng không, để cái chủ đề rút gọn mệnh đề quan hệ này. Và đây là bị động nữa đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó sẽ là nicely wrapped đúng không? Rồi. Và như vậy thì đây đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là C, được chưa? Bạn nào mà bây giờ vẫn chưa chết rồi. Thầy đang chữa kiểu gì ấy nhỉ? Thì có nghĩa là gì? Các em đang hỏng cái kiến thức liên quan đến mệnh đề quan hệ. Trong đấy nó có một cái phần nâng cao một chút để nào giữ gọn mệnh đề quan hệ thì phải xem lại ngay nhá. Tại vì cái trường hợp này chắc chắn đã được kiểm tra, trời ơi, mệnh đề quan hệ là cái trường hợp to đùng ở trong kiến thức tiếng Anh trung học phổ thông. Câu 13 này, so my 12 graders, tức là many 12 graders, rất nhiều bạn học sinh lớp 12 thì thấy nó khó khăn đúng không? Để mình quyết định mình sẽ apply to, mình sẽ apply vào trường đại học nào. Thế thì ở đây, cái này thì lại đúng là cho điểm. Fight này, các bạn có cấu trúc là fight, it này, tính từ đúng không? Cộng cả to verb, thấy cái gì đấy như thế nào đúng không? Khi mình làm gì? Và đây thì tất nhiên là verb thì chỉ là decide, đúng không? Câu này thì cũng là câu rất là dễ. Các bạn có cái từ decisive, cái tính từ này là cái tính từ mà thầy nghĩ nên để ý một chút. Decisive, cái này nó hiểu nghĩa là những người mà có cái cá tính rất là quyết liệt. Tức là khi người ta đã quyết cái gì thì người ta sẽ làm bằng được. Decisive, được chưa? Trái nghĩa thì các bạn sẽ có cái từ chính là indecisive. Các bạn có tính từ này. Là những người hơi 50-50, kiểu hơi dè chừng đúng không? Không dứt khoát. Đó. Các bạn đã quyết định chọn trường nào, học trường đại học này nào chưa? Có ai sẽ định học Đại học Ngoại thương Hà Nội không? Chúng ta sẽ là đồng môn với nhau. Rồi, tiếp theo câu 14 nhá. Câu 14 này thì là câu kiểm tra về phrasal verb, cụm động từ. Nhưng câu này cũng không khó. Thế thì chính phủ đúng không? Every effort. Chính phủ thì có, tức là cố gắng, nỗ lực đúng không? Đây chính cái này thì là câu thầy đã nhận định ngay, chắc chắn là trong đề thi năm nay, trời ơi không thể thoát được, chắc chắn sẽ có câu kiểm tra về COVID-19, chắc chắn luôn. Thế thì chính phủ đúng không? Gọi là có nỗ lực để ngăn chặn cái việc spread, tức là lan tràn rất là nhanh của COVID-19. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó gắn với cả cái từ effort là nỗ lực, thì đây chúng ta sẽ có kiểm tra về collocation, nó chính là make an effort to do something, chính xác luôn. Cái này nhá, thì sẽ mở rộng cho các bạn, nó khá là giống cả attempt to do something.
Mình cố gắng, đúng không? Mình nỗ lực làm gì? Rồi, xong, câu 15. Oh, FTU. Hi there, hello there, hello FTU. Rồi, đấy là câu số 14 nhá. Oh my gosh, sorry guys. Trời ơi, tuổi già. Chữ nhầm, trời ơi, đấy là câu số 15, đúng không? Câu 14 đây cơ mà, sorry. Nhầm. Thế thì he is disappointed at not winning the competition. Anh ấy thì hơi tiếc là không thắng được cái cuộc thi đấy, đúng không? But he will soon it. Tức anh ta chắc là anh ta sẽ vượt qua được. Anh ta có hơi thất vọng, đúng không? Nhưng mà về sau sẽ vượt qua được cái cảm xúc đấy. Thế thì ở đây người ta có cho những cụm cũng là rất là quen thuộc thôi. Các bạn có take after somebody thì cái này có nghĩa là giống ai, đúng không? Kiểu con thì giống bố ấy, thì cái này các bạn sẽ thấy gặp nhiều rồi. Xong các bạn có look after, trời ơi cũng kinh điển. Cái này thì bằng cả take care of nhá, chăm sóc ai đó. Go over something thì cái này nó có hiểu nghĩa là examine something quickly. Mình kiểm tra cái gì đấy một cách nhanh chóng, mình xem qua mọi thứ ấy. Và đúng rồi, ở đây thì các bạn sẽ có get over something là chúng ta sẽ, cái này thì nó sẽ bằng với cả overcome something, tức là mình có thể vượt qua, đúng không? Vượt qua cái gì? Vượt qua cái gì, được chưa? Và như vậy thì câu số 14 này của các bạn nhá, đáp án đúng của chúng ta sẽ là B, được chưa? Câu 15 thì vừa chữa xong rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có cụm là make an effort to do something, thì đáp án đúng cũng sẽ là B, nhá. Theo câu 16 đây. Câu 16 đây thì là cái câu bắt đầu hơi nâng cao một tí. Thế nhưng câu này thì thầy nghĩ là bây giờ những cái bạn ở trong lớp luyện đề chuyên sâu của thầy cũng đã làm hết được rồi. Making chicken soup, tức là làm súp gà, thì nó không khó đâu, đúng không? It's just a matter of following the... Nó chỉ là vấn đề mình sẽ phải làm theo. Trời ơi, làm theo cái gì bây giờ? Làm theo bây giờ, đúng không? Nếu mà nấu ăn thì mình sẽ có một công thức nấu ăn, đúng không? Và ở đây trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có từ recipe, đúng không? Okay, các bạn sẽ có từ này. Đây là công thức nấu ăn. Và nhớ nhá, cái này thì trong quá trình dạy các bạn thầy luôn luôn chú ý về phát âm này. Cái này là cái từ mà nó sẽ, thường có thể các bạn sẽ là recipe, cái gì đấy, nhưng mà không phải. Cái này nó sẽ có 3 âm tiết và chúng ta sẽ đọc là recipe. Trong đó thì cái trọng âm sẽ dự âm đầu tiên, recipe, công thức nấu ăn. Nhá. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta nấu ăn thì mình sẽ nên follow, right, the recipe. Thì đáp án đúng đây của chúng ta sẽ là D. Còn đâu ở đây các bạn có mấy cái từ như là ingredients, thì đây là những cái gia vị, thành phần, đúng không? Thành phần để làm cái món ăn gì đấy. Rồi, tiếp theo câu số 17. Câu 17 đây của các bạn là cái câu bắt đầu. Câu này thì khó rồi này. Câu này là câu phân loại này. So after his miraculous recovery from the stroke, sau khi mà anh ta recovery, tức là phục hồi một cách thần kỳ, đúng không, từ cái việc bị đột quỵ đấy, thì cái người đàn ông đấy spent, tức là cái gì đấy, chắc là một phần còn lại của cuộc đời traveling, đi du lịch và làm từ thiện, charity. Thế thì ở đây, đúng không, chúng ta sẽ thấy là khi nói là cái phần đời còn lại ấy, thì các bạn sẽ dùng cái từ gì nhỉ? Đúng rồi, ở đây các bạn sẽ dùng cái từ là remainder, đúng không? Chúng ta sẽ nói the remainder of something, tức là phần còn lại của cái gì, được chưa? Thì ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ là A. Còn ở đây các bạn sẽ có abundance, danh từ này thì nó có nghĩa là sự dồi dào, và cái này thì nó sẽ xuất phát từ cái tính từ là abundant. Đây là tính từ nhá. Cái này có tính từ abundant. Còn legacy, cái danh từ này có nghĩa là gọi là những cái tài sản. Một số trường hợp nó sẽ hiểu là tài sản. Excess thì cái này nhá, nếu các bạn để ý nó xuất phát từ cái động từ exceed. Cái này nó có nghĩa là vượt quá. Cái này có nghĩa là vượt quá cái gì đấy, được chưa? Đó. Thì câu số 17. Bây giờ mình sẽ nhìn sang câu 18. Đây. Ai bảo là đề này dễ thì bây giờ sẽ nhìn cái câu số 18 này cho thầy. Đây là cái câu phân loại này. Đây là cái câu gần như một cái idiom, đúng không? Ở trong tiếng Anh.
Mặc dù là mình có carefully planning, mình có lên kế hoạch rất cẩn thận, the whole surprise party, nhưng mà cái tiệc bất ngờ đấy thì cuối cùng nó lại là một chuỗi các cái accidents, tức là những cái tai nạn hoặc là những cái điều nó không được như dự định của mình ấy. Mặc dù mình lên kế hoạch rồi đúng không? Thế nhưng cuối cùng thì mọi thứ nó đều nằm ngoài cái kế hoạch của mình. Thế thì cái cách nói như vậy trong tiếng Anh người ta sẽ nói, đúng rồi, người ta sẽ nói chapter of accidents. Yep. Nó sẽ nói kiểu như a series of bad luck, những cái gì đấy nó không được hay ho lắm đúng không, những cái điều ngoài cái mong đợi của mình nó cũng xảy đến. Thế thì như vậy đây nó sẽ chính đáp án C, được chưa? Tất nhiên các bạn sẽ thấy là đề có dễ, thế nhưng không phải là lúc nào cũng dễ ăn cả đúng không, vẫn có câu phân loại, thế nên đừng có chủ quan nhá. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần này thì nó là về closest, tức là những cái từ đồng nghĩa, đúng không? Đây là những từ đồng nghĩa. Và đầu tiên câu số 19 này của các bạn. Câu này chúng ta sẽ có handle the vase. Ở đây bạn có từ handle. Handle đây của các bạn là động từ. Cái này có nghĩa xử lý. Tức là Laura có xử lý cái vase là cái bình hoa, cái chậu hoa ấy. With great care, tức là rất là cẩn trọng đúng không? For fear of. Ở đây người ta có dùng cách nói là for fear of something đúng không? Vì sợ cái gì đúng không? Vì sợ là sẽ breaking it, làm vỡ, làm hỏng đúng không? Thế bây giờ cái từ care này của các bạn sẽ tương đương với từ, đúng rồi, ở đây của các bạn đúng không? Thì nó sẽ chính là attention đúng không? Very good. Đúng rồi, chết rồi, để thầy sẽ đẩy cái này lên. Attention. Ở đây nó có nghĩa là cái sự chú trọng, đúng không? Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ suy ra đáp án đúng mình phải là D. Rồi, câu 20. Câu 20 đây của các bạn. It is considered wise. Nó được xem như rất là thông minh, khôn ngoan nhá. To keep silent, để mình sẽ giữ im lặng này khi ai đấy đang tức giận. Thay tại vì nếu mà bây giờ mình nói cái gì thì nó sẽ chỉ có khiến vấn đề thêm tồi tệ thôi. Cái đúng mà kèm, trời ơi, bây giờ đúng không, bố mẹ mà đang cáu với mình đúng không, kiểu mình đi học về muộn thế xong bây giờ lại cứ giải thích các kiểu con là điều đúng không, có khi thầy cũng còn càng tức và bắt đầu lại có cái physical punishment, có khi đánh ấy. Thế thì ở đây đúng không, người ta đang cho các bạn cái từ wise, nó cách thông minh và khôn ngoan. Nếu mà các bạn nào để ý một chút thì thầy có vừa gợi ý đáp án cho các bạn từ cái phần đầu rồi. Nếu mà các bạn chú ý một tí. Đúng rồi, cái từ trong tiếng Anh mà lại cũng có hiểu nghĩa là thông minh, khôn ngoan, khôn khéo. Nó chính là từ sensible. Được chưa? Rất nhiều bạn không để ý cái từ này đâu. Thế nhưng, đó, cái trong cái cuốn Da ngô, da khoai của thầy. Tức là nó một cái cuốn cẩm nang phân biệt cặp từ ấy. Thì thầy có giải thích rất là chi tiết, có hình ảnh minh họa đáng yêu và có cả practice rồi. Thì những bạn nào mà quan tâm đến cái bộ sách giúp bứt tốc điểm 9 cộng cùng thầy ấy, thì thầy có để link ở trong caption để cho các bạn thể tham khảo. Hiện tại thì vẫn đang được hưởng mức giá là chỉ có 199k thôi cho hai cuốn bộ đề 45 đề với cả sách Do Ngô Do Khoai. Rồi, đấy là cái trường hợp closest. Tiếp theo bây giờ mình sẽ nói về cái trường hợp opposite là trái nghĩa. Trái nghĩa đây của các bạn thì đầu tiên câu 21 này là một câu mà thầy thấy người ta dùng từ ngữ thầy rất là hay. Tại vì thực sự ở dạo này thì thầy đọc nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, đặc biệt là sách tiếng Anh. Thế là thầy rất là để ý cái cách dùng từ của người ta. Ở đây thì người ta nói Josh was promoted to, tức là Josh thì có được thăng cấp đến vị trí là marketing director, tức là giám đốc marketing đúng không? Và he had to shoulder more responsibilities, tức là phải chịu, gọi là shoulder đúng không, vai của mình, tức là phải cho lên vai của mình đúng không, tức phải đảm nhận nhiều cái trách nhiệm hơn. Thì ở đây khi người ta dùng cái từ shoulder là cái từ hơi hình ảnh, thế nhưng mình có thể dùng cái từ quen thuộc của các bạn chính là take đúng không, responsibility. Thế thì bây giờ khi mà mình đảm nhận trách nhiệm đúng không, thì hay nói cách khác ở đây nhá, thực ra thì các bạn sẽ thấy là trong đáp án đúng người ta cũng dùng một từ khá hay chính là từ carry, carry the responsibility. Được chưa? Như vậy là thầy đã gợi ý các bạn loại được đáp án D rồi. Bây giờ trái nghĩa đúng không? Và cái này có nghĩa chắc là mình sẽ từ chối, mình không nhận thêm trách nhiệm. Thì nó sẽ đáp án nào nhỉ? Đúng rồi, câu 21 đúng không? Câu 21 ở đây của các bạn thì nó sẽ chính là C. Được chưa?
Đây sẽ chính là từ avoid. Đúng rồi, 199 nó là sách ebook. Sách của thầy hiện tại nó sẽ sách ebook và các bạn sẽ được tích hợp với cả học ở trong ở trên một cái hệ thống học trực tuyến e-learning để giúp mình có thể đọc bài, làm bài trực tiếp ở trên online và xong sau đấy thì có thể làm practice ở đấy luôn. Và về sau thì thầy đang xây dựng để các bạn có thể làm thi test ở trong kiểu có thể kiểm tra ấy, những cái đề ở trong cái sách bộ 45 đề bứt tốc này, có thể học và làm đề ở trực tiếp ở trên đấy để tính điểm ấy, cho nó giống như đi thi ấy. Rồi, nói chung là thầy thấy công nghệ bây giờ nó hay thật đấy. Tiếp theo câu số 22 nhá. Câu 22 đề của các bạn thì các bạn sẽ có Alice beat a defeat in the match. Tức là cái việc defeat đây đầu tiên này này. Các bạn sẽ có cái danh từ này. Nó hiểu nghĩa là bị đánh bại. Tức là cái việc đánh bại một cách gọi là rất là cay đắng đúng không, của cái vận động viên đấy trong cái trận đấu đó. Thì có, ở đây người ta dùng một cũng là hình ảnh, là deal a blow to something. Cứ bảo là dễ đi, trời ơi, câu này mà dễ ư, nope. Ở đây các bạn sẽ có cụm là deal a blow to something, tức là gọi là có một cái cú trời giáng đúng không, một cái cú trời giáng đến cái gì, tức là một cái cú đánh rất là mạnh và nó rất là hiểm ấy. Thì như vậy rõ ràng cái việc thua cuộc đúng không, thì đã khiến gọi là cái này thì nó hiểu khá là giống là destroy, tức là phá hủy luôn những cái hy vọng mà sẽ có thể defending, tức là bảo vệ được cái title, tức là cái như nhỉ, cái chức danh đúng không của anh ta tại cái cuộc thi championship đó. Thế thì ở đây khi mà người ta nói là mình sẽ destroy, phá hủy cái hy vọng của ai thì nó sẽ trái nghĩa với cái gì bây giờ? Đúng rồi, câu 22 đây các bạn sẽ chọn khá là nhanh, là chính là raise. Ở đây của bạn sẽ chính là động từ raise. Trong tiếng Anh thì người ta sẽ nói raise hope, tức là mình sẽ vẫn nuôi hy vọng, đúng không? Nuôi hy vọng. Và như vậy thì ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ be. Đó. Rồi, very good. Câu 23 này thì trời ơi không có gì cả. Câu 23 đây của các bạn, chúng ta sẽ có một câu về giao tiếp. Thế thì ở đây có cuộc hội thoại của David với cả Lucy đúng không? Thì David có nói chuyện với Lucy về about her painting, về cái tranh của cô ấy. Thế giờ David mới bảo là what a beautiful painting. Tranh gì mà đẹp thế, đúng không? Thế thì bây giờ Lucy mới bảo như nào? Và các em nhớ nhá, là trong những cái câu giao tiếp này này thì nó thường theo cái khuynh hướng rất là xã giao đúng không? Cái kiểu một đứa khác sẽ khen đẹp thì thà nào mình cũng phải trả lời rất là thảo mai ấy, chứ các bạn sẽ không thể chọn theo cái cách mà các bạn nghĩ nhá. Ở đây câu 23 đúng không? Câu 23 đúng rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ là C. Tức là sao? Khen đẹp đúng không? Thì người ta sẽ oh, I'm glad you like it. Vui quá đúng không? Cậu cũng thích. May quá là cậu thích. Chứ còn ở đây ví dụ các bạn có no problem thì cái này nó thường dành cho những cái câu về cảm ơn đúng không? So thank you so much đúng không? Thì mình gọi no problem, không vấn đề gì cả. Và you're welcome cũng là dành cho câu cảm ơn. Còn it's on the wall, trên tường kìa, thì chả liên quan. Câu 24 nhá, câu 24 đây của các bạn. Câu 24 này, so Peter với cả Jane thì có đang nói về cái environmental protection, nói về cái việc bảo vệ môi trường. Thế thì Peter mới bảo là we should limit. Ở đây các bạn có limit. Cái cụm này khá là hay nhá. Limit the use of something. Hạn chế sử dụng cái gì. Được chưa? Thế thì ở đây Peter thì bảo là mình nên hạn chế sử dụng các túi bóng, đúng không? Plastic bags. Thế xong Jane mình nói là gì? We can use paper bags instead. Mình có thể dùng túi giấy được mà, đúng không? Thì rằng như vậy cái theo cái hướng này người ta như nào? Người ta đồng tình. Và bây giờ đồng tình đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn được rất là nhanh. Đúng là giao tiếp này. Chính là A. I completely agree. Đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhớ. Đúng rồi, thầy bảo phải trả lời thảo mai. Đúng rồi các em ạ. Chứ còn nếu mà các em trả lời tinh tế cái gì là sai hết. Rồi, tiếp theo nhé. Ở đây các bạn sẽ nhìn sang câu số 25 giúp thầy. Câu 25. Câu 25 ở đây, cái bài này thì nó sẽ có chủ đề là về eco-tourism, tức là về du lịch sinh thái. Một cái chủ đề thầy rất là thích. Nào, thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhìn một chút cùng nhau này.
Mục đích chủ yếu đúng không của du lịch sinh thái đấy là sẽ giáo dục cái người traveler, tức là những cái người đi du lịch, và sẽ bring him or her closer to nature, tức là mang họ có thể gần lại với cả thiên nhiên. Những người tham gia này thì sẽ có được có cơ hội này. Ở đây thầy rất là thích cái cụm là be given the chance to do something, tức là được cho cơ hội làm gì. Tức là họ sẽ được cho cái cơ hội đúng không để thăm những cái khu vực ở trên thế giới, cái gì đó be untouched by human, be untouched by human intervention, be untouched đi. Tức là cái này thì nó hiểu nghĩa giống như là be, cái này thì thầy có thể dạy cho bạn luôn là be untouched, tức là chưa bị chạm đến đúng không? Chưa bị chạm đến. Thế bây giờ đầu tiên đây, chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần một cái đại từ quan hệ mà bổ nghĩa cho từ the word. Và đây thì sẽ dùng đại từ nào? Đúng rồi, nếu mà với cả the word đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái từ that. We have no choices, no other choices. Mình không có lựa chọn nào khác. Và đây chắc chắn sẽ là be, thấy chưa? Câu 26 này. Thì chưa bao giờ bị gọi là bị chạm đến bởi. Ở đây người ta có dùng cái từ là inter, các bạn có từ intervention. Intervention trong tiếng Anh nó có nghĩa là cái sự can thiệp. Đây là sự can thiệp nhá, và nó sẽ xuất phát từ cái động từ intervene. Đây không biết là có bạn nào đã từng học qua chưa? Sự can thiệp của con người, và như vậy thì chúng ta có thể engage in, cũng là một cụm rất hay này. Engage in something, tức là mình có thể gọi là tham gia vào, đúng không? Mình tham gia vào những cái conservation work, những cái công việc bảo tồn và rất nhiều cái loại hình khác, những cái loại hình, những cái dự án môi trường khác. Các những cái người du khách đúng không? Họ có thể benefit, tức là họ có thể mà thu lại được những nguồn có lợi từ cái việc đấy là người ta sẽ appreciation. Ở đây các bạn có cái từ appreciation. Thực ra thì nó sẽ xuất phát từ cái động từ appreciate, tức là trân trọng, đúng không? Mình sẽ thấy trân trọng. Ở đây cũng lại một cụm rất hay này. Natural habitat. Sorry các bạn. Nói chung là khi có từ mới rồi thì thầy rất là muốn lưu ý cùng các bạn. Chứ thầy không muốn là chỉ có dịch qua 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 qua. Tại vì chúng ta học cùng nhau thì nên có cả kiến thức cùng nhau nữa. Chứ không phải là chỉ có xem đáp án, đúng không? Thế đây các bạn có cái cụm natural habitat là những cái nơi sống, đúng không? Hoặc cái khu vực sống tự nhiên, mình sẽ nên trân trọng những cái đấy và mình sẽ có được cái gì đấy về những cái ảnh hưởng của con người đối với môi trường nào. Và bây giờ câu 26 thì các bạn đang chọn là D với cả B đúng không? Thì chính xác đây các bạn sẽ thấy nó sẽ là D. Cái này là cái cụm mà thầy cũng dạy các bạn lớp luyện đề trên số khá là nhiều, đó là chúng ta có insight into something. Cái này có nghĩa là một cái góc nhìn rất là chuyên sâu về cái gì nhá, góc nhìn chuyên sâu về cái gì. Còn ở đây các bạn có những từ như à đây, ví dụ như cái từ advent này cũng là cái từ hay này. Advent này thì nó hay có hiểu nghĩa là emergence of something, tức là cái sự xuất hiện của cái gì đấy. Các bạn có intent thì nó khá là giống cả intention, là cái chủ đích, cái gọi là cái motive của mình định làm cái gì đấy, được chưa? Còn access thì nó hay là access to something đúng không? Tức là cái sự tiếp cận với cái gì, sự tiếp cận với cái gì. Rồi, thế là câu số 26 nhá. Câu 27. Câu 27 ở đây thì những cái cộng đồng địa phương này họ có thể gain financially, tức là họ có thể có những cái lợi về mặt tài chính, tức là về mặt tiền bạc họ có thể thu được, họ có thể kiếm tiền được đúng không? But also in, thế nhưng nó cũng sẽ có gì đấy, ways đúng không? Cách. Và đây thì chúng ta sẽ kiểm tra về other, another. Trời ơi, quá quen thuộc. Cái này thì dễ rồi. Trời ơi, ở đây ways đúng không? Số nhiều mà. Thì rõ ràng là another, every và one nó đều cộng danh từ số ít rồi, thế nên chọn rất là nhanh. Ở đây của chúng ta nó sẽ phải là A nhá. Câu này thì cũng lại cho điểm. Tiếp theo này.
Tức là sao? Tại vì không chỉ những cái monuments, tức là những cái gọi là những cái tòa nhà cổ đúng không? Mà cả những cái tòa building khác, giống như là cầu hay là windmills, tức là cột xe gió, thì cũng sẽ được restore, tức là được cải thiện lại để thu hút khách du lịch. Ở phía trên này rõ ràng đúng không? Cái đoạn này thì người ta đang nói về thầy học tiếng Việt nhé, em học tiếng Anh. Các bạn sẽ thấy là câu 27 này thì cái đoạn này thì nói về những cái lợi ích đúng không? Còn bây giờ đến 28 nhá. 28 này thì bắt đầu các bạn sẽ thấy nó sử dụng cái từ disadvantages, tức là những cái bất lợi. Thế thì như vậy, tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái điểm bất lợi đúng không với cái loại hình du lịch này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy bên trên thì nói về advantage, dưới này thì nói về disadvantage. Thì vậy nó có một cái sự đối lập, một cái sự contrast đúng không? Một cái sự đối lập nhất định. Và như vậy thì khi mình nhìn lại về cái đại từ quan hệ ở đây thì các bạn sorry những cái liên từ ở đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ nên chọn câu 28 là gì. Đúng rồi, câu 28 đây của các bạn thì nó như vậy, nó sẽ phải là see however đúng không? Tuy nhiên thì nó thể hiện cái sự đối lập. Còn đâu nhớ nhá, cái từ other của các bạn thì nó có mệnh đề đúng không? Therefore cái này là chỉ về hệ quả đúng không? Cái này là therefore đúng là có dấu phẩy, thế nhưng cái này nói về hệ quả. Moreover hơn thế thì, được chưa? Và câu 29 nào, ở đây các bạn sẽ nhìn dưới câu 29. Câu 29 đây của các bạn, câu 29 nhá. As a result, như hệ quả thì đúng không? Cái gì? Cultures, sorry, ở đây này. Nó sẽ có những cái tình huống đúng không mà du lịch thì được cho phép phát triển with no control or limits, tức là phát triển mà không có kiểm soát gì cả. Cái này thì thầy thấy khá là giống với cả Sapa ở trên ở ngoài miền Bắc, hoặc là bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Thì nếu các bạn để ý thì thực ra là những cái khu đấy nó bây giờ đang bị nó bị phát triển về du lịch hơi quá đà, và thành ra thì mọi người, ví dụ như thầy là rất là ngán ngẩm, thầy sẽ không có ý định quay lại Sapa. Thế thì ở đây nhá, tương như vậy thì đúng không, khi mà nó phát triển mà không có kiểm soát thì cái hệ quả nó là gì? Những cái văn hóa như nào đấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng, và thậm chí là nó sẽ bị threatened, bị đe dọa bởi vì cái lối sống rất là kiểu ngoại lai, đúng không? Thế bây giờ câu 29 đây của các bạn, thì khi mà mình hình dung thì mình có thể hình dung là như vậy nó sẽ là những cái văn hóa như nào? Local culture, văn hóa địa phương, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây họ lại không dùng cái từ local, mà đây là cái từ bắt đầu khó này. Cái từ này đấy, trời ơi, bảo dễ ăn đi. Câu này không hề dễ ăn nha. Câu này thì có thể nhớ là có xuất hiện trong sách giáo khoa của các bạn. Liên quan đến mấy cái bài về ecotourism ở trong chương trình sách giáo khoa mới là có. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Đúng rồi, câu 29 này của bạn nó sẽ là từ indigenous. Indigenous, cái từ này nó sẽ tương đương gọi local. Cái này nó thường nghĩa là những cái gì về thuộc về địa phương, đúng không? Rất là nguyên thủy. Còn đây ví dụ các bạn có, đúng rồi, có một cái từ mà thầy rất muốn chia sẻ, đấy là từ exotic. Exotic ở trong tiếng Anh thì nó giống như từ strange hay là từ foreign, tức là những cái gì đấy rất là mới lạ. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thì đấy là cái phần bài điền từ này. Bây giờ nhá, mình sẽ thống nhất một chút này. Thầy sẽ chia sẻ luôn với các bạn. Đấy là cái phần bài đọc này. Thì tất nhiên các bạn phải đọc thì mới làm được. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta có gần 200 bạn đang coi livestream. Thì như vậy nếu bây giờ thầy chữa thì nó hơi bất công. Thế nên là bây giờ thầy sẽ skip cái phần đấy, mà thầy sẽ chuyển sang cái phần mà tất cả chúng ta có thể học được cùng với nhau. Cái này các bạn sẽ thông cảm nhé, tại vì đây chúng ta đang học chung, học nhóm. Thì thầy sẽ tập trung vào những cái gì mình chữa cùng nhau một lúc luôn được. Còn các bạn yên tâm, đấy là sau livestream này thì hai cái phần bài đã, thì các bạn nhớ là sẽ các bạn có đều follow Facebook của thầy đúng không? Thì trên trang cá nhân của thầy ngay sau cái livestream này thầy sẽ share luôn cái lời giải chi tiết cho tất cả các câu, và trong đó có hạ cả hai bài đọc, được chưa? Tức là thầy vẫn đảm bảo là trong buổi tối ngày hôm nay là các bạn sẽ có được chữa hết tất cả các câu rồi, được chưa? Rồi, cố lên nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cùng chuyển sang câu số 43 là câu sửa lỗi sai đi. Câu sửa lỗi sai đây của các bạn. Maths, toán đúng không? Là một trong số những cái môn học yêu thích của anh ta khi mà anh ta ở trường primary school, ở trường cấp cấp 1. Và câu 43 này thì hơi dễ thật đúng không? Câu 43 này dễ thật. Câu 43 đây của bạn thì nó sẽ là A đúng không? Và ở đây thì các bạn sẽ thấy đúng rồi, nó phải chuyển hình là was. Tại vì sao? Trời ơi, cái từ math, cái này đừng có bị lừa nha. Math là môn toán học
đúng không? Và nói chung môn học thì nó chỉ là danh từ số ít thôi, đúng không? Thế nên chắc chắn câu 43 là A. Câu 44 đây của các bạn. Daisy, bạn Daisy thì có rất là thích. Thôi, chứ rồi để thầy kéo cái này lại một tí, cho to cái này ra đi để các bạn dễ nhìn. Đây, sorry, đây, đây nhá, cái này. Câu 44 này. Daisy thì sẽ thích đi mua sắm, chơi thể thao, đúng không? Hang out with friends, tức là đi chơi với các bạn bè. Thế nhưng ở đây thì các bạn để cho thầy đấy là từ enjoy. Thì tất nhiên mình cộng một verb in này, hai verb in này. And, đúng không? Thì nó phải có cái sự gọi là tương đồng, hòa hợp chứ, đúng không? Thì như vậy cái thằng thứ ba này cũng phải là verb in. Cái tại vì cái từ and nó sẽ nối những cái gì đấy tương đồng với nhau về mặt ngữ pháp. Và như vậy thì cái đáp án C của các bạn nó sẽ bị sai. Và chúng ta sẽ phải chuyển thành là hanging out, đúng không? Đúng rồi, câu 4 nó phải là C. Câu 45 nhá, câu 45 này của các bạn. Câu 45 này, câu bắt đầu hơi khó này, câu này phân loại. So it was inconsiderable of him này, not to call home and let his parents know he wouldn't come back until next day. Anh ta như thế nào đấy đúng không? Mà lại không gọi về nhà và để bố mẹ biết là mình sẽ, tức là phải đến ngày mai thì mới về câu. Thì cái này là một cái mà thầy thấy rất là đúng. Tại vì sao? Có những bạn mà đi chơi qua đêm, thế nhưng mà lại không báo cho bố mẹ. Về sau các em mà lớn một chút các em sẽ hiểu được là tại sao người lớn người ta lại lo lắng như thế. Tại vì nó là một cái tâm lý rất là chung. Thì thực sự nếu mình đi đâu về khuya các kiểu, các bạn nên nên báo lại cho bố mẹ, đừng đừng quá là nhẹ tâng với cả cái việc đấy nhá. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có phải lưu ý đến liên quan đến cái từ consider. Thì consider trong tiếng Anh khi chuyển sang tính từ, các bạn sẽ có hai tính từ hay gặp, để chính là considerable. Cái này thì nó khá là giống với cả significant, tức là đáng kể. Cái này cũng như là đáng kể. Và mình có một cái từ khác chính là considerate. Cái này thì được học từ cấp 2. Cái này nó thể hiện những cái người mà rất hay consider something. Mình hay xem mọi thứ, tức là nói là những người nói về một cái người mà người ta rất là cẩn trọng, đúng không? Hoặc là rất là quan tâm. Đó. Và khi mà chuyển sang loại từ trái nghĩa thì các bạn cũng sẽ có considerate và các bạn cũng sẽ có considerable, inconsiderable, ok? Thế thì như vậy ở đây, trong cái cấu trúc này trong tiếng Anh, người ta sẽ nói là, chết rồi cái này thì thầy sẽ nên chuyển sang bên này đi. Thầy sẽ đẩy lên này. Thì trong tiếng Anh đúng không, mình sẽ nói it is này, tính từ này, of somebody to do something. Thì như vậy rõ ràng đây cái tính từ này của các bạn, nó phải là tính từ chỉ về tính cách con người, đúng không? Thế nên cái đáp án A này của các bạn là bị sai. Và các bạn sẽ phải chuyển sang là gì? Nó phải là inconsiderate thì mới là chính xác. Nhớ, tức là những cái người hơi vô tâm một tí. Bạn ấy khá là vô tâm khi mà không gọi điện về nhà. Được chưa? Rồi thì câu này không hề dễ ăn. Câu này là những câu mà bắt đầu nó 10 điểm ư thì phải làm được những câu này. Được chưa? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo nhớ, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu 46 này. Câu 46 đây của chúng ta, câu này thì không khó ấy. Joe is more hardworking than his brother. Joe thì chăm chỉ hơn so với cả anh trai, đúng không? Thì ở đây khi các bạn nhìn qua, đúng không? Nếu mà đáp án A nhớ, Joe thì không chăm chỉ như anh trai là sai này. Đáp án C, Joe thì kém chăm chỉ hơn thì cũng sai luôn. D nhớ, Joe's brother, anh trai của Joe thì chăm chỉ hơn. Ủa, nói chung là đều sai tuế tuổi loe hết. Ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ là B, tức là anh trai của Joe đúng không thì không chăm chỉ như anh ta. Được chưa? Em gọi rồi mà thỉnh thoảng mẹ vẫn cáu. Thế là do em thôi. Rồi, tiếp theo câu 46. À, câu 47 này. Câu 47 này cũng là câu rất là truyền thống. Đấy là ở đây các bạn sẽ có cái cấu trúc là had better, đúng không? Trong tiếng Anh thì tương đương cả should. Và rõ ràng cái hàm ý này nó là một cái lời khuyên, đúng không? Tức là cậu nên ở nhà trong thời gian này. He said to learn. Các em có thấy nó liên hệ không? Đó, chúng ta bây giờ đúng không? Cả Việt Nam đang làm gì? Đang quarantine. Chứ cười mất câu này bộ làm tinh tế thật đấy. Thế thì bây giờ đúng không? Nếu các bạn có cái trường hợp các bạn nói là order somebody này to do something là ra lệnh, đúng không? Hoặc gần như là yêu cầu ấy. Yêu cầu ai làm gì? Sai, đúng không?
Tiếp chúng ta có câu trước là warn somebody against something, đúng không? Thì cái này là cảnh báo. Cảnh báo chuyện gì? Cũng sai. Tiếp theo mình có thank somebody này for doing something, cảm ơn ai, đúng không? Lại càng sai. Và đúng rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nên có advice somebody này to do something, khuyên ai làm gì, đúng không? Khuyên ai làm gì, được chưa? Thì có 47 nhá, có 48. Thầy ở Đài Loan, thầy ở với ai? Không thể một mình thôi các em ạ. Thầy thuê cái phòng này ở một mình. Tại vì đấy các em, trời ơi, thầy phải livestream chữa bài cùng các bạn như này thì không thể ở cùng người khác được. Ở cùng người khác là thầy chắc là đã bị physical punishment, là bị ăn đánh rồi. Tại vì bây giờ ở bên Đài Loan thì nó sẽ hơn Việt Nam của mình một tiếng. Tức là bây giờ đã gần 11 giờ rồi, chứ không phải là 10 giờ như Việt Nam đâu các em ạ. Câu 48 nhá, câu 48 đây này. You are not allowed to take photos in the museum. Cậu không được phép chụp ảnh ở trong bảo tàng, đúng không? Thì đây rõ ràng là một cái gọi là hơi cấm đấy, người ta cấm làm gì. Và như vậy khi mà nói về cấm thì chúng ta sẽ dùng cái từ là must not do something, đúng không? Cái này thì các bạn cũng gặp nhiều rồi, nó sẽ chính là see, cậu không được, đúng không? Cậu không được làm gì. Rồi nhớ, nào, chúng ta hai câu cuối này. Để xong sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại Facebook để các bạn sẽ nhận cái file lời giải chi tiết của thầy, được chưa? Bạn ơi, sau khi bạn nhận cái file lời giải chi tiết đấy thì hãy giúp thầy share cái file để giúp thầy nhớ. Tại vì nói chung là thầy mới đầu thì thầy định là chỉ share với cả lớp luyện đề chuyên sâu thôi. Thế nhưng mà thầy nghĩ là đây là một cái tài liệu mà thầy rất là muốn có thể có nhiều bạn trên toàn quốc có thể tiếp cận. Tại vì bộ sẽ không cho đáp án, đúng không? Thế nên thầy rất là muốn có thể chia sẻ cái đấy với các bạn được. Câu 49 nhá. Bộ phim thì không hoàn hảo này. Is abrupt ending spoils it. Đây người ta dùng cái từ là abrupt. Abrupt ở đây nó giống như từ sudden, tức là cái đột ngột. Trời ơi, tức là cái kết quả đột ngột thì nó spoil. Spoil something nó giống như là destroy. Được chưa? Phá hủy cái gì? Phá hủy cái gì? Được chưa? Câu 49 rồi. Thế thì bây giờ như vậy, bộ phim thì không hoàn hảo, đúng không? Cái kết abrupt, tức là đột ngột này thì nó đã phá hủy mọi thứ. Thế thì bây giờ ở đây câu các bạn sẽ thấy là người ta đang chuyển theo cái hướng là câu điều kiện, đúng không? Thế thì mình có thể dự đoán được, đúng không? Tức là nếu mà cái kết của nó không đột ngột như vậy thì rõ ràng bộ phim nó đã hoàn hảo rồi. Đó, thì cái hàm ý là như vậy. Và đây mình sẽ thấy cái câu gốc của người ta chỉ hiện tại đơn. Thì bây giờ mình sẽ phải, nếu mà mình giả sử, đúng không, thì nó sẽ là câu điều kiện loại 2, tại vì nó trái với hiện tại mà, đúng không? Trái với hiện tại. Và như vậy thì khi các bạn nhìn qua, đúng không, các bạn sẽ thấy nhá, đáp án A này, bộ phim sẽ hoàn hảo nếu nó kết thúc một cách đột ngột, chả liên quan, đúng không? Nếu bộ phim kết thúc một cách đột ngột, ở đây thì các bạn chỉ cho thầy là người ta có sử dụng cái từ provided hoặc là providing ở trong tiếng Anh. Hai cái này nhá. Providing có thể có từ that hoặc không, thì khi nó cộng với một mệnh đề, cái này thực ra nó tương đương với cái từ if, được chưa? Nó vẫn tương đương với từ if nếu mà thôi, nó vẫn là câu điều kiện. Thì cái này cũng bị, thực ra câu này với câu ở phía trên này, đúng không, thì nó khá là giống nhau. Unless, nếu mà bộ phim không kết thúc đột ngột thì nó sẽ không hoàn hảo. Trời ơi, đều liên chả liên quan gì cả. Đáp án đúng phải là D, đúng không? Ở đây các bạn nhớ cho thầy cấu trúc là but for something thì thực ra nó chính là tương đương cả if, đúng không? There were no something, tức là nếu mà không phải vì cái gì đấy thì cái gì nó đã như nào. Thì đây tức là nếu mà không có cái kết đột ngột thì bộ phim đã hoàn hảo rồi, được chưa? Rồi, ok. Và các bạn yên tâm nhé, là thầy sẽ không xóa video đâu, được chưa? Facebook của thầy là Vũ Văn Cảnh. Thực ra thì các bạn có thể nói nào nhỉ? Tức là trong cái tài khoản YouTube này của thầy thì có link với cả Facebook của thầy rồi. Thế nhưng bạn nào mà chưa biết Facebook của thầy thì nhớ là sẽ tìm hiểu luôn và add friend luôn nhá. Tại vì ngay sau bây giờ, sau khi kết thúc là thầy sẽ share luôn cái lời giải chi tiết. Và cái lời giải chi tiết đấy thì nó sẽ có cả cái lời giải của hai bài đọc phía trên, được chưa? Rồi, và câu 50 chốt hạ nào các em ơi. Câu 50.
Câu 50 đây của các bạn. Đấy là Online handed her exam paper. Ở đây các bạn có cái trường hợp là handing something. Tức là mình, cái này thì nó giống như là submit something, mình nộp cái gì đấy. Mình nộp cái gì. Tức là auger thì có nộp cái bài kiểm tra của mình đúng không? Sau đấy thì cô nhận ra là cô đã missed one question, bỏ quên hoặc là làm sai mất một câu. Thế thì ở đây đúng không? Các bạn sẽ thấy được ra câu này gọi là cực kỳ truyền thống. Một câu mà các bạn gặp trong rất nhiều đề thi khi người ta ghép hai câu này. Thế thì ở đây câu này đúng không? Câu 50 này. Đúng rồi, Vũ Văn Cảnh đúng rồi em ạ. Vũ Văn Cảnh, cái này thì các bạn ơi, các bạn, cái này thì các bạn nhớ nhé là các bạn sẽ giúp thầy là xem cả các bạn, nếu mà các bạn không tìm thấy được cái Facebook đấy thì các bạn có thể tìm, có thể xem một cái, tức là trong cái tài khoản YouTube này của thầy nó cũng sẽ có link với cả cái Facebook của thầy, thì có thể tìm đấy được chưa? Rồi nào các bạn ơi, chốt hạ nào, câu 50 đúng không? Câu 50 ở đây của các bạn thì đúng rồi, chúng ta sẽ có một cái cấu trúc kinh điển đúng không? Đó là not until này đúng không? Các bạn sẽ có cái cấu trúc đấy là not until, một cái mệnh đề này, xong sau đấy thì nó sẽ cộng với cả đảo ngữ đúng không? Cái cấu trúc này thì nó tương đương cả hardly, nhưng mà nó sẽ phải có từ when. Ở đây các bạn sẽ không thể có từ when ở câu C này đúng không? Hoặc là only after. Cái này câu đáp án D ở đây của các bạn thì nó sẽ bị sai, tức là chỉ sau khi mà Oliver nhận ra là cô ấy gọi là bỏ quên mất một câu đúng không, thì cô ấy mới nộp bài, thì không phải, mà đấy là ngay khi mà cô ấy vừa mới nộp bài xong thì cô ấy nhận ra rằng đúng không. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy câu số 50 ở đây của các bạn nó sẽ chính là đáp án B, được chưa? Rồi ok, thầy có lưu trên YouTube không thầy? Thầy có nhá, thầy sẽ có lưu cái livestream này, bình thường nó sẽ trở thành một cái video bình thường trên YouTube của thầy. Rồi ok, thế thì thầy cảm ơn các bạn rất nhiều nhá, đã dành thời gian có thể chữa cùng thầy cái này. Thế thì cái bài, những cái nhận định của thầy về cái đề này như nào và cái file lời giải chi tiết nhá, thì thầy sẽ post lại trên trang Facebook của thầy ngay bây giờ, chắc là khoảng tầm 10:10, một con số rất đẹp, là thầy các bạn có thể tìm được cái tài liệu đấy luôn ở trên trang cá nhân Facebook của thầy. Thì nhớ nhá là sẽ để ý luôn, chứ đừng có vội bỏ đi đâu nha, được chưa? Còn bây giờ thì thôi nhá, tạm ngưng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên Facebook nha. Bye bye. À quên các bạn ơi, nhớ nhá, các bạn nhớ là sẽ giúp thầy các bạn nhớ là subscribe cái YouTube channel này, tại vì có thể về sau khi mà Facebook nó vẫn bị lag như này thì chắc là thầy sẽ livestream ở trên này nhiều hơn, tại vì thầy thấy ổn định hơn mà đúng không? Rồi nhớ nhá, nhớ subscribe. Thì chào, bye bye.